với cái hai triệu mà nó gửi cho chúng ta ở phần tôi này anh em có thể nhìn thấy ở đây nó có 2 triệu đúng không tài khoản của mình đã tạo ngày hôm qua hôm nay là ngày thứ hai mình chơi nhá gần đây mình có rút này ngày 13 tháng 12 là ngày hôm nay nhá 15 giờ 21 phút 42 giây mình có rút 50.000 về tài khoản MB Bank tài khoản vịt theo thì tiền nó đã về rồi nha anh em xử lý tiền thì vài phút thôi nó đã về rồi Link đăng ký ở dưới phần mô tả video nha Ở đây chúng ta sẽ đăng ký bằng số điện thoại và nó bắt anh em phải xác minh đấy Trong cái trường hợp mà nó không gửi code thì anh em thử nhập đại một cái mã code nào đó 6 số nhá. Còn nếu như nó gửi code thì anh em cứ nhập mã code vô là được Thêm hết thông tin giống như mình, sau đó anh em bấm vô chữ là gửi mã xác minh này Nó gửi mã code về anh em nhập vô là được Sau đó bấm chữ đăng ký phía dưới cùng Đăng ký thành công, nó sẽ tự động đăng nhập cho bạn thôi. Ở đây nó sẽ thông báo này, thời gian đặt hàng từ 9 giờ cho tới 23 giờ, thời gian rút tiền là từ 10 giờ tới 22 giờ. Hiện tại thì đang còn khá ít người chơi, ít người rút nên cái thời gian xử lý tiền về nó cũng khá là nhanh nha. Có khi trong vòng 5 phút tiền nó đã về rồi. Nếu như chưa về thì anh em có thể liên hệ cơ sở khách hàng họ sẽ xử lý luôn. Và anh em lưu ý là một cái địa chỉ IP chúng ta chỉ chơi được một tài khoản thôi. Rút tiền tối thiểu là 50k nha. Và khi chúng ta tạo tài khoản thành công anh em sẽ được 2 triệu trong tài khoản hàng ngày thì chúng ta bấm vô chữ là ghép đơn này hình như anh em chỉ chơi được phi 3 ngày thôi nhá và cứ đủ min rút 50k để anh em có thể rút về đương nhiên là anh em cũng có thể đi giới thiệu bạn bè để cho đủ cái min rút nó nhanh hơn với cái hai triệu mà nó gửi cho chúng ta ở phần tôi này anh em có thể nhìn thấy ở đây nó có hai triệu đúng không tài khoản của mình đã tạo ngày hôm qua hôm nay là ngày thứ hai mình chơi nhá thì mình sẽ vô phần ghép đơn đấy mình cứ ghép đơn thôi ghép đơn ngay này trong tất cả các con web mà đặt đơn ảo á, thì thật sự những cái này á, nó sẽ sớm sẽ cao nên chúng ta không nên đầu tư anh em cứ kiếm miễn phí giống như mình thôi khi nào nó sập thì chúng ta bỏ thanh toán ngay này cái lúc mà nó cứ ghép đơn xác nhận đơn á, xử lý khá là lâu nhá thời gian xử lý tầm khoảng 10 giây khi mà chúng ta có được tiền này à, hoa hồng đấy hoa hồng mà chúng ta ghép đơn từ 2 triệu mà nó tặng cho chúng ta thì anh em có thể rút được tiền về nhá còn 2 triệu nó cho chúng ta thì anh em sẽ không rút được đâu phần tôi này Đầu tiên là nó đang có sự kiện tặng cho anh em 2 triệu chơi miễn phí nhá, có thể rút được tiền miễn phí luôn. Cái thứ hai là thẻ ngân hàng của tôi này, anh em có thể rút được về thẻ ngân hàng bằng MB Bank, có nghĩa là anh em sẽ sử dụng tài khoản Viettel Bay được để không bị lộ cái thông tin tài khoản ngân hàng ha. Đây, mình đã sử dụng cái tài khoản MB Bank của mình. Anh em có thể thêm giống như mình cũng được nha. Số thẻ ngân hàng này, đó, tên ngân hàng này, tài khoản MB Bank Vũng Tàu, à, mình ghi vậy thôi phía bên trên quan trọng là cái phần tên thật anh em viết hoa không dấu này đúng tên của bạn nha đúng tên trong ngân hàng và cái quản lý mật khẩu giao dịch anh em cũng có thể thêm ở trong đây nha cái mật khẩu giao dịch này dùng để rút tiền nha anh em muốn biết bạn thêm cái thông tin ngân hàng có đúng hay không á, thì chúng ta về lại phần rút tiền ở đây khi bạn rút tiền nó sẽ hiển thị ra cái ngân hàng mà bạn đã thêm nhá ngân hàng này tên tài khoản này đó vậy là đúng và cần một cái mật khẩu quỹ là mật khẩu rút tiền đó nha nếu như mình rút toàn bộ số tiền mình đang có nó sẽ báo là số tiền khuyến mãi không được rút có nghĩa là mình chỉ rút được những cái số tiền hoa hồng từ 2 triệu nó cho mình thôi mình đang có 2 triệu 20 ngàn thì mình sẽ rút 20 ngàn thử coi min rút của chúng ta sẽ là 50 ngàn nha hôm qua có thể rút được nhưng mà min của nó thay đổi rồi có thể là ngày mai ngày mốt nó cũng sẽ thay đổi tiếp đó anh em cứ đủ 50 ngàn là rút nhá. đương nhiên là mình đã rút tiền về thành công test thành công rồi mình mới review cho anh em phần chi tiết tài khoản này ở đây lịch sử rút tiền Gần đây mình có rút này ngày 13 tháng 12 là ngày hôm nay nhá. 15 giờ 21 phút 42 giây mình có rút 50.000 về tài khoản MB Bank, tài khoản Viettel Bank thì tiền nó đã về rồi nha anh em. Xử lý tiền thì vài phút thôi nó đã về rồi. Tùy vào cái lượng người mà họ rút tiền á, càng nhiều thì thời gian xử lý tiền nó cũng càng lâu nhá. Ít người rút thì tiền nó sẽ về nhanh hơn. Chúng ta cũng có thể đi giới thiệu bạn bè này, mời bạn bè này. Và khi chúng ta đi giới thiệu bạn bè, anh em khuyên người ta đừng có nên đầu tư. Tại vì cái con web như thế này á, nó sẽ sớm scam nhá chúng ta cứ ký miễn phí thôi nó cho chúng ta 2 triệu mà anh em cứ đặt đơn miễn phí trong 3 ngày thì phải đấy thì cứ chơi xong 3 ngày anh em tạo tài khoản mới và lưu ý là chúng ta sẽ tạo khác ID nhé